đến lãnh đạo cục chức lĩnh đạo cục phát triển thị trường nghiệp khoa công nghệ chưa? Nhưng mà Bảo Lan là một trong các bạn một trong các bạn đều biết là một trong 30 gương mặt trẻ thứ 30 của tạp chí Forbes ở Việt Nam, là một trong các cái một con có lẽ là một trong những cái gọi như là cán bộ cơ quan nhà nước hoạt động rất là tích cực trong lĩnh vực về hỗ trợ về khởi nghiệp và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái hình ảnh rất là khác đối với cả một cái cơ quan chính phủ nói chung. Hôm nay đặc biệt là có một cái điều hơi khác một tí nữa, tức là như này, tức là cũng cái này cũng là vô tình thôi, ban tổ chức cũng vô tình, nhưng mà hai cái người trình bày của chúng ta thì đều là hai cán bộ nữ trẻ. Cái đấy thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là yếu tố rất là mới và sáng tạo trong cách thức tiếp cận giữa là cái giao diện của cơ quan chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp thì là tươi trẻ đổi mới sáng tạo hơn. Và xin mời chị Lan. Xin cảm ơn ban tổ chức và xin cảm ơn Cương đã có những lời giới thiệu rất là nhẹ nhàng, không đến mức quá căng thẳng để cho tôi được trình bày cái bài của mình. Thế này ạ, tôi đến từ cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ. Thì đơn vị của chúng tôi là được gọi là cái cổng mà được giao nhiệm vụ để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Từ trước đến nay thì ở lớp khoa học công nghệ là đổ rất nhiều tiền vào vấn đề R&D. Bây giờ thì làm nào để đưa các kết quả nghiên cứu đó đưa công nghệ vào cuộc sống, đấy là cái mục tiêu lớn. Trong cái mục tiêu lớn đó thì có một cái mục tiêu nó rất là cụ thể và hiện tại là tôi phụ trách, đó là làm thế nào để xây dựng cái hệ sinh thái của đổi mới sáng tạo nó thật là mạnh, để những cái doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp rất là nhanh nhẹn, rất là nhanh chóng tiếp cận thị trường, có thể đưa được ý tưởng mới, công nghệ mới ra thị trường. Đó là việc của tôi. Thế thì 2 năm trước đây, tháng 5 năm 2016 thì Thủ tướng Chính phủ có thông qua cái đề án gọi là đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. Tất là đề án 4. Sau đó thì Bộ Công nghệ có thành lập một cái văn phòng gọi là văn phòng cũng tên đề án đó, gọi là văn phòng đề án 4. Thì chúng tôi là cái đơn vị mà không có dấu tài khoản gì cả, chỉ là đi hỗ trợ thôi, nên là hỗ trợ triển khai cái đề án này. Thế thì tôi cũng xin gọi là giới thiệu sơ qua về đề án, đồng thời có một chút comment và cái cảm nhận chúng tôi về nghị định 38 cũng như là cái định hướng chính sách và đề xuất tiếp theo của chúng tôi là gì để mà phát triển lên cái hệ sinh thái khởi nghiệp nói chung cũng như là cái việc đầu tư khởi nghiệp của người sáng tạo nói riêng. Thế thì đề án 44 thì làm cái gì ạ? Đấy là trong đề án 44 thì nó có 11 cái mục tiêu, 11 cái vấn đề. Thì ở đây thì chúng tôi liệt kê một số cái việc chính. Trước hết thì chúng tôi thấy rằng là cần phải có một cái hệ thống về mặt thông tin rất là tổng hợp về hệ sinh thái này để cho tất cả mọi người trong hệ sinh thái biết được, và kể cả những chuyên gia nước ngoài nữa. Nên là cái mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là xây dựng một cái cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ sinh thái khởi nghiệp. Thứ hai là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng hệ sinh thái này thì bắt đầu phải từ văn hóa, phải từ những cái nhận định rất là tích cực của mọi người trong xã hội đối với cả sự khởi nghiệp, thì đó mới khởi nghiệp mới lên được, đúng không ạ? Thế nên là chúng tôi tập trung vào mặt truyền thông rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng tôi đi rất là sâu về mặt hợp tác quốc tế. Nếu mà khởi nghiệp của chúng ta mà chỉ có phục vụ cái thị trường trong nước thì chúng ta sẽ không thể có được những cái gọi là kỳ lân, những cái doanh nghiệp khởi nghiệp tỷ đô. Nên là chúng tôi rất là mong muốn hợp tác quốc tế nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn đến các cái thị trường khởi nghiệp quốc tế, đồng thời là đưa cái khởi nghiệp Việt Nam ra tầm quốc tế. Chúng tôi cũng rất là tập trung vào việc hỗ trợ các cái địa phương. Và các cái chúng tôi có một cái 844 này thì có một cái grant, có một cái phần tài trợ dành cho các cái tổ chức trung gian như là các vườn ươm, các cái tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trường đại học để làm thế nào họ nâng cao cái năng lực dành cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi có một cái sự kiện đinh, gọi là sau khi mà làm rất là nhiều việc như thế thì mỗi một năm một lần thì chúng tôi cùng với các đối tác trong sinh thái thì có tổ chức cái ngày hội gọi là ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest. Thì TechFest năm nay là năm thứ tư trước rồi. Và ngoài cái mục tiêu là kêu gọi tất cả các anh em, tất cả mọi người cùng trong hệ sinh thái là cùng ngồi lại với nhau, cùng xem mà chúng ta làm được gì, chúng ta làm tiếp cái gì, thì chúng tôi có cái mục tiêu sâu hơn nữa, đó là làm thế nào để kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư. Thế thì hàng năm thì chúng tôi đều có cái sự kết nối này, và mỗi một năm thì rất là tự hào khi mà kết nối được nhiều hơn những cái khoản đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp. Năm ngoái thì chúng tôi tổng kết là ngay sau cái sự kiện thì có khoảng 4,5 triệu đô được cam kết đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì tôi sẽ nghĩ lúc vừa rồi tôi nói sơ qua cái việc của vòng 4 làm cái gì rồi. Vậy thì cái mà chúng tôi ngoài cái việc là cung cấp hỗ trợ trực tiếp cũng như là kết nối quốc tế
thì chúng tôi có làm cái việc là chúng tôi rà soát các chính sách. Chúng tôi được chính phủ giao cho nhiệm vụ là rà soát chính sách hiện hành để xem là cái gì nó vướng cho khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp, và chúng tôi sẽ phải đề xuất lại Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ để mà chỉ đạo các bộ ngành khác để thay đổi chính sách đấy. Thế thì rất là chúng tôi, bản thân chúng tôi thì rất là vui, chúng tôi cũng cùng làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư, cụ thể là bên anh Cương, bên chị Hương đây, để mà rất là vui khi mà cái nghị định 38 được ra đời. Và cũng như chị Hương nói là trước cái nghị định 38 thì đã có cái việc đầu tư khởi nghiệp rồi, nhưng mà nó cũng mắc rất là nhiều thứ, và khi nghị định 38 ra đời thì nó thực sự là một cái cú hích, ít nhất là về mặt gọi là tư tưởng là chúng ta đã công nhận cái việc đầu tư này. Và rất là nhiều điều trong nghị định 38 thì như chị Hương còn nói là thực sự là cái khung pháp lý đó nó rất là cởi mở. Nếu mà các anh chị là biết được những cái khung pháp lý rất là chặt của các nước xung quanh chúng ta thì thấy rằng là chính phủ rất là cởi mở trong việc là muốn huy động thật là nhiều những nguồn đầu tư cho khởi nghiệp càng nhiều càng tốt. Mà chúng ta cũng không phải là đi sau gì quá nhiều các nước đâu ạ. Tại vì Singapore thì mới ra được cái khung pháp lý dành cho VC này, vừa update cái khung pháp lý này năm 2017 thôi. Thế thì chúng ta cũng không phải là cái nước đi sau trong việc này. Tôi cũng không ra cái phần nghị 38 nữa, tại vì chị Hương đã nói rồi. Tôi xin phép là nói đến phần tiếp theo rất là nhanh thôi. Đó là, thế thì chúng tôi ngoài cái việc là hỗ trợ bình thường cho các cái đơn vị gọi là cơ sở ứng tạo, incubator, accelerator, các trường đại học, thì chúng tôi làm cái gì? Và chúng tôi đang định hướng gì cho cái chính sách sắp tới để mà phát triển cái nguồn vốn đầu tư mạo hiểm ở trong nước? Thì cách đây khoảng một tháng thì chúng tôi có đề xuất, có gửi cho văn phòng chính phủ để đề xuất lên thủ tướng một cái, để thủ tướng ra một cái chỉ thị, trong đó chúng tôi đề xuất khoảng 10 điều để mà thúc đẩy cái thị trường vốn dành cho khởi nghiệp. Thế thì nghị định 38 là giải quyết cái vấn đề rất là to, là vấn đề là các VC, các cái quỹ đầu tư, nhưng mà còn rất nhiều vấn đề khác mà chúng ta chưa được nhắc đến trong cái nghị định này, mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là cần phải làm. Ví dụ như thế này, nghĩa là chúng ta có cái nguồn vốn này, những ông gọi là Series A đấy, thì là những cái ông VC, mà trước đó thì rất nhiều nhà đầu tư thiên thần, nhà đầu tư cá nhân thì chưa hề được nhắc đến ở đâu trong luật cả. Và nếu mà không có những cái nguồn đầu tư ban đầu chục nghìn đô, 20.000 đô đó, thì những doanh nghiệp khởi nghiệp không đến được với các quỹ đầu tư mà nghị định 38 có nhắc đến. Tiếp theo nữa là rất là nhiều những cái người bình thường như chúng ta có thể không phải là đầu tư quá nhiều tiền, không phải là những ông shark như shark tank gì cả, nhưng mà chúng ta muốn đầu tư khoảng mấy trăm đô ví dụ thế, để thử xem là nó hỗ trợ cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước, thì chúng ta cần một cái nơi, một cái chợ hay là một cái sàn để mà quảng bá cái doanh nghiệp khởi nghiệp này. Thì cái đó ở các nước thì người ta gọi là equity based crowdfunding, nghĩa là cái sản phẩm vốn cộng đồng dựa trên cổ phần. Thế thì hôm qua thôi thì chúng tôi cũng vừa mới tổ chức một cái hội thảo cùng với cả bên SCF và nhà đầu tư của Úc, thì cũng chia sẻ cái kinh nghiệm là làm thế nào để mà có một cái sàn để gọi vốn cộng đồng, tất cả người bình thường như chúng ta đều có thể đầu tư dành cho khởi nghiệp. Thì chúng tôi đề xuất là một cái vấn đề mà chúng tôi đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ là cho phép có thể thí điểm một cái sàn gọi vốn cộng đồng như thế. Ngoài cái gọi vốn về mặt gọi là cổ phần thì cũng rất nhiều cái nguồn vốn khác mà các bạn khởi nghiệp rất là mong muốn. Ví dụ như là chúng tôi cũng đề xuất là cũng đưa cái phần peer-to-peer lending, nghĩa là gọi là vốn vay ngân hàng, gọi vay ngân hàng vào cái phần sandbox, cái phần thí điểm sắp tới của ngân hàng nhà nước. Thế thì làm thế nào để các bạn khởi nghiệp vừa có thể gọi vốn vay được, vừa có thể gọi vốn đầu tư được từ tất cả thì bạn nhà đầu tư, từ những người rất là bình thường chúng ta cho đến những ông mà có rất nhiều tiền để đưa vào cái quỹ mà người ta nhắc đến. Ngoài ra nữa thì như chị Hương cũng nói là ngoài cái việc là có cái khung pháp lý này rồi, thì cái việc nhà đầu tư vào Việt Nam như thế nào thì còn rất nhiều những cái khung pháp lý mà chúng ta không nhìn thấy ở đây. Tôi lấy ví dụ rất nhiều những cái ông gọi là quản lý quỹ đầu tư đó, thì ông nói rằng là bây giờ muốn vào Việt Nam thì bị mắc cái gọi là giấy phép lao động những người nước ngoài vào Việt Nam. Thế thì giấy phép lao động này thì nó nói thế nào? Nghĩa là yêu cầu là nếu mà một ông chuyên gia vào Việt Nam, nước ngoài vào Việt Nam làm việc, thì để có giấy phép lao động đó thì ông ấy sẽ phải có bằng đại học. Ông ấy phải có bằng đại học cùng với cái ngành mà ông ấy sẽ làm, đó là ngành đầu tư tài chính. Tuy nhiên thì các bạn cũng biết rồi, hầu hết những ông đầu tư này sẽ chưa đáp lại phải đến ngành tài chính. Ví dụ như là một ông học về ngành công nghệ rất là giỏi, đúng không ạ? Ông từ NASA về hay là từ Google về làm công nghệ rất là giỏi,
Nhưng mà sau đó thì ông ấy chuyển sang ngành đầu tư. Như vậy thì ông không học cái ngành đúng không, cái chính để mà ông ấy có thể lấy được cái giấy phép lao động đó. Thế thì rất nhiều những cái nhà đầu tư hay là những cái người quản lý quỹ và người quản lý những cái vườn ươm, cơ sở ươm tạo đó bị mắc. Nên họ nói rằng là họ cứ phải đến Việt Nam xong 3 tháng họ phải đi ra xong lại quay trở lại, rất là mệt mỏi. Thế thì chúng tôi cũng đề xuất là cần phải có cái cơ chế dành cho cái việc thị thực và cái giấy phép lao động dành cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, và đặc biệt là những chuyên gia nước ngoài làm việc ở các quỹ và các cái cơ sở ươm tạo như tổ chức là thúc đẩy kinh doanh tại Việt Nam. Cái điều này thì còn có thêm cái nguồn vốn nữa mà từ các cái đơn vị, các cái tập đoàn, các công ty tập đoàn lớn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì hiện tại ở Việt Nam cũng rất là ít những cái tập đoàn hay là những công ty lớn mà đầu tư được cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế thì cái việc đầu tư này nó cũng không chỉ đến từ việc là anh có cái nghị định 38 rồi, anh mở quỹ anh đầu tư, mà nó thực sự phải đến từ cái nhận thức của các tập đoàn, công ty lớn. Là họ không chỉ là người đầu tư, họ còn là cái người dẫn dắt, dìu dắt những doanh nghiệp khởi nghiệp. Họ là những người mua hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế thì chúng tôi cũng đề xuất trong cái đề xuất lên Thủ tướng là phải có một cái kênh, cụ thể là giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, để làm thế nào mà thu hút không chỉ những cái công ty tập đoàn của Việt Nam mà cả những cái công ty tập đoàn lớn trên thế giới, để làm thế nào họ có thể nhận thức được là Việt Nam mình đang rất là phát triển, họ mua hàng của startup và họ đầu tư cho các startup ở Việt Nam. Thế thì đây là một số những cái đề xuất mà chúng tôi đã đưa lên trình lên Thủ tướng Chính phủ, và hy vọng rằng trong khoảng tầm 1-2 tháng nữa thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có một cái chỉ thị như vậy để xuống cho các bộ ngành. Lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với bộ ngành để đưa về cái chính sách này vào thực tế, và hy vọng rằng là khi mà chúng ta có một hệ thống chính sách thật là đầy đủ về cái thị trường vốn này thì cái thị trường khởi nghiệp sẽ tạo của Việt Nam mới có thể phát triển được. Tôi chỉ tóm tắt như vậy thôi, chúng ta sẽ tẹo nữa sẽ nói sâu hơn về cái phần thảo luận. Tôi xin cảm ơn.